Chào mọi người, vẫn câu nói quen thuộc, Ngọc Anh đã quay trở lại rồi đây với một video stationery haul. Trong video lần này, mọi người hãy cùng Ngọc Anh ghé thăm hẻm xéo The Journal Things nhé. The Journal Things tin rằng không có điều gì truyền cảm hứng, sáng tạo và lạc quan nhiều hơn việc sở hữu một cuốn journal và tập thói quen viết lách hàng ngày. Bằng chính tình yêu với viết lách và vẽ vời, The Journal Things sẽ gửi đến mọi người những gì cần cho một cuốn journal, từ sổ này, bút, chì, sticker, washi tape, giấy note và binder. Mình rất thích câu chuyện của The Journal Things về một thế giới riêng mà các bạn ấy gọi là Me World. Các bạn hãy cùng Ngọc Anh bước vào hẻm xéo, khám phá thế giới riêng nhỏ bé, đẹp đẽ muôn màu này nhé. Đúng như lời các bạn ý nói, chỉ với một chiếc bút và một trang journal, chúng mình sẽ cùng nhau trút hết mệt mỏi, tìm lại sự bình yên và trốn khỏi thế giới bộn bề chẳng chịt suy tư bên ngoài nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc Anh xem mình đã chọn những gì từ The Journal Things nhé. Đầu tiên là một cuộn giấy craft. Nếu các bạn có thói quen làm journal hay những đồ DIY ấy, thì chắc hẳn không còn lạ gì về tính đa năng của cuộn giấy này nữa phải không nào? Dùng để bọc quà cũng rất là xinh này. Thường thường thì Ngọc Anh sẽ dùng stamp lên rồi cắt ra làm sticker ấy, để trang trí journal. Voilà, đây là tất cả những đồ mà mình đã chọn từ The Journal Things. Các bạn hãy xem đến cuối video để khám phá bộ sưu tập những chiếc hộp xinh xinh của mình nhé. Tiếp theo là một tập phong bì nhỏ, xinh xinh đã được in sẵn hình như thế này này. Thay vì cái việc mà mình liên hệ với nhau qua mạng xã hội và sử dụng các app nhắn tin trên điện thoại ấy, thì mình thấy cái việc ngồi xuống cầm bút và viết thư tay cho bạn bè người thân cũng rất là thú vị phải không nào? Đây là một tập giấy nền dùng để trang trí journal với chất liệu rất là đặc biệt. Xé ra để trang trí journal rất là xinh này, gồm 3 màu cơ bản nữa chứ. Và tiếp theo đây là một tập phong bì trơn. Mình chọn cái phong bì này để có thể thỏa sức trang trí theo cái phong cách của mình ấy. Và mọi người đoán được không, cái điều mà Ngọc Anh thích nhất sau khi hoàn thiện một lá thư và trang trí xong phong bì thư là gì? Đúng rồi, đó chính là sử dụng wax seal. Và tiếp theo là 2 tập lace paper, là những màu giấy đã được cắt sẵn theo họa tiết như thế này này, dùng để trang trí rất là xinh. Thì mình có chọn một tập là kiểu botanic ấy. Còn đây mình sẽ không mở ra nữa nha, vì sợ rách ấy, là những con bướm và bông hoa, cả hình cái lá nữa này. Tiếp theo là một tập decor paper, giấy để trang trí với rất nhiều mẫu hoa văn họa tiết khác nhau. Cái này thì ứng dụng được rất nhiều rồi. Và tiếp theo, thêm vào bộ sưu tập sticker của mình là 2 hộp sticker như thế này đây. Mọi người biết là mình rất thích du lịch và khám phá thế giới ấy, thế nên là mình không biết đã có bao nhiêu cái bộ sticker hình bản đồ như này rồi nữa. Khi mà mình thấy cái hộp sticker này ấy, là mình chết mê chết mệt ngay. Tại vì mình thấy rất nhiều nước ở châu Âu mà mình đã đi qua rồi ấy, nên là phải mua gấp. Tiếp theo là một tập material paper. Chắc mình có khoảng 4-5 tập gì đó rồi. Tại vì mỗi tập sẽ có theo một chủ đề khác nhau mà hình rất là đẹp ý. Nhiều khi mình mua về xong còn chả nỡ dùng cơ. Nhỏ nhỏ xinh xinh này là một cuộn lace washi dùng để trang trí rất là xinh này. Ngọc Anh đã thích cái này từ lâu rồi. Voila, và trông rất là xịn sò này là một cái label marker. Nếu mà mọi người có theo dõi Instagram của mình thì chắc hẳn không còn lạ gì về cái máy này nữa rồi đúng không nào? Lúc mà mình mới sử dụng cái này phải loay hoay mất một thời gian mình mới biết lắp cái cuộn băng dính vào ấy.
Sau khi đã lắp được cái cuộn băng dính vào rồi ấy, thì mình chỉ việc xoay theo ký tự ấy, xoay tới ký tự mà mình cần, sau đó bấm thôi. Bấm nhẹ thì là dấu cách, và khi mà mình đã hoàn thành rồi thì mình sẽ chọn tới hình cái kéo, bấm để cắt. Xinh chưa? Và đây, cuối cùng là hai chiếc hộp nhỏ xinh xinh Ngọc Anh chọn để về đựng những cái mẫu sticker của mình ấy. Bây giờ Ngọc Anh sẽ cho bạn xem bộ sưu tập hộp của mình nhé. Chân thành cảm ơn bạn đã xem đến cuối video của mình. Nếu bạn thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Bye bye!